ta thực sự là quá âm hiểm đan vương trường yếu đáng thương em bé lại bất lực. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Két két, một hồi tiếng ma sát tuôn ra lọt vào trong tai. Hả, Ninh Phong từ trên giường ngồi dậy, mắt nhìn ngoài cửa sổ, một vùng tăm tối. Đám người kia quá có thể uống, hắn lung lay choáng váng đầu. Lại nghe được âm thanh từ phòng khách truyền đến, giống như chuột gặm cắn đồ dùng trong nhà tiếng ma sát. Hắn mở cửa ra ngoài, cả phòng không có bất kỳ cái gì ánh đèn. Âm thanh là tại phòng ăn vang lên. Ninh Phong chậm rãi tới gần, đến cửa ra vào, trên bàn cơm đột nhiên thiêu đốt lên một cây nến. Yếu ớt ánh nến, đem phòng ăn phủ lên tầng một quỷ dị màu sắc. Một cái hắc bào nhân, đưa lưng về phía hắn mà ngồi. Ninh Phong nhíu mày, tâm tư nhốn nháo. Hắn là ai? Vào bằng cách nào? Ở đây làm gì? đầu óc của hắn nhanh chóng vận chuyển, nguyên một đám phỏng đoán không ngừng nghĩ ra, bài trừ. Xoát, người áo đen kia bỗng nhiên đứng lên, say người. Hắn một cái lấy xuống áo bào đen, lộ ra ngoài, lại là một bộ xương khô. Hắn xương ngón tay đang ma sát mặt bàn, phát ra làm người sợ hãi âm thanh. Nó động, một bước lại một bước đi hướng mình. Cái này, ninh phong lưng phát lạnh, tê cả da đầu. Tại thời khắc này đúng là mộng bức. Nghĩ ngàn nghĩ vạn cũng không nghĩ ra lại là mẹ nó chúng ta. Dầm dầm, đang lúc xương khô đến trước mắt. Nó bỗng nhiên tiêu tan, hắc ám cũng tản đi. Dương quang xuyên thấu qua cửa sổ, rơi vào trên gạch men sứ, chiếu gian phòng bừng sáng, thế giới ngoài cửa sổ biến rõ ràng. Ảo giác, đang lúc ninh phong sững sờ lúc một hồi êm tai linh hoạt tiếng cười truyền đến ha 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 ha, Ninh Phong a à, Ninh Phong, người cũng quá túng, vậy mà sợ đến như vậy. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đứng ở cửa cái 17-18 tuổi nữ sinh. Mắt ngọc mày ngài, lông mày mũi ngọc tinh xảo, phấn mỏng bờ môi, ngũ quan tinh xảo tràn ngập cổ linh tinh quái khí tức. Nàng là ai, Ninh Phong trong lòng rất mộng, biểu lộ là chuyên nghiệp một dạng trầm ổn trong quan sát hắn chợt phát hiện tất cả biệt thự lầu một kết cấu thay đổi không còn là xa hoa phong cách mà là tràn ngập gia đình ấm áp trên vách tường có rất nhiều hắn cùng phụ mẫu ảnh chụp ninh phong ánh mắt ngưng lại nếu như phụ mẫu không có xảy ra chuyện hắn cũng sẽ có cái hạnh phúc nhà có thể thời gian không cách nào đảo lưu nếu như đây là một hồi trò đùa quái đản như vậy ninh phong sẽ để cho nàng biết cái gì là tàn nhẫn thất thần làm gì thật sợ choáng váng a à, nhanh tới đây ăn cơm đây chính là mẹ ta sáng sớm trưng bánh bao mỹ thiếu nữ dương lên trong tay túi thực phẩm tùy tiện đi đến phòng ăn tùy ý ngồi xuống không có chút nào hình tượng thục nữ đáng nói ông đúng lúc này ninh phong đại não một hồi vù vù rất nhiều ký ức tràn vào trong đầu nhà cách vách lý tiểu tịch, hồn sư, hồn kỹ, một cái thế giới khác, vô số thông tin, đem ninh phong đại não sung kích choáng váng. Nhưng hắn rất nhanh hiểu được. Hắn trùng sinh rồi, nhưng, thế giới thay đổi. Nguyên bản dòng sông lịch sử là giống nhau, có đường tống triều đại những cái này, có thể kể từ năm 1800 năm Bắc Cực xuất hiện hố trời, dị tộc sinh vật xâm lấn, cải biến kết cấu bởi vì dị tộc sinh vật tồn tại não hạch, có người có thể đem hắn hấp thu cũng thu được siêu năng lực, những người này được xưng là hồn sư. Hồn sư xuất hiện, nhân loại mới từ không cách nào phản kháng chuyển biến đến có thể phản kháng, tại đến đem dị tộc trần áp xoay chuyển trời đất hố, duy trì cân bằng, dùng dòng dã 100 năm. Cho tới bây giờ năm 2008 ngày 31 tháng 8, hồn sư là thành thục cũng đẳng cấp rõ ràng hệ thống mà trước mắt người hàng xóm này nhà nữ nhi lý tiểu tịch chính là hồn sư nàng cái hồn kỵ thứ nhất là ảo thuật trong trí nhớ đối với nàng đánh giá này thiếu nữ nham hiểm không phải cái gì nhà bên có cô gái mới lớn thỏa thỏa tiểu ác ma một cái thường xuyên dùng năng lực của nàng đùa giỡn chính mình chính như vừa rồi khô lâu hình ảnh nhưng tất cả những thứ này không sao người nhà của ta trở về rồi từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ hồn sư phương diện này, cái khác liên quan tới phụ mẫu ký ức cùng xuyên qua phía trước đại giống như giống nhau. Ninh Phong thần thái trầm ổn như cũ bình tĩnh, trong lòng cũng là trong vui mừng mang theo mờ mịt. "Ninh Phong, mau lại đây ăn cơm, đừng lề mề, đợi lát nữa chúng ta vẫn phải đi ma võ đưa tin đây." Mỹ thiếu nữ thúc giục nói. Ninh Phong một bên chải vuốt suy nghĩ, vừa đi đến bàn ăn ngồi xuống ăn nhanh lên một chút đi, Lý Tiểu Tịch cười khanh khách đưa qua một cái bọc lớn tử, trong mắt thoáng qua rảo hoạt. Phốc suy, làm ninh phong cắn về sau, từ bánh bao bên trong bỗng nhiên phun ra sữa bò, treo đầy mặt của hắn cùng tóc. Ninh phong, hắn lấy lại tinh thần, lại bị nha đầu này cho cứ vậy mà làm. Trời vui sao, ninh phong trầm giọng nói. Ha ha ha, chơi vui, nhanh đi tắm một cái, ta đây là vì nhường ngươi thanh tỉnh." Lý Tiểu Tịch cười ha hả nói. "Bản khuôn mặt căn bản không có hiệu quả gì." Ninh Phong thở ra một cái, có chút khó chịu. Trước khi trùng sinh, hiếm có người dám cùng hắn nói đùa. Ninh Phong đứng dậy đi đến phòng rửa mặt, nhìn một chút mình trong kính, là 18 tuổi cơ thể cùng lão lạt linh hồn. Trước khi trùng sinh hắn 18 tuổi lên đại học tại năm thứ hai đại học thời điểm, người nhà xảy ra tai nạn xe cộ, hiện tại thế nào, cũng là lên đại học, chỉ bất quá biến thành ma đô võ hồn đại học. Là bồi dưỡng hồn sư trường cao đẳng, mà phụ mẫu, tại một năm trước đi bắc cực hố trời làm nghiên cứu khoa học, còn muốn một đoạn thời gian mới có thể trở về đã qua một năm Lý Tiểu Tịch mụ mụ đối với mình chiếu cố có thừa, chỉ là Lý Tiểu Tịch thu được hồn kỹ về sau, liền bắt đầu không ngừng bắt hắn luyện tập rồi. Một cái chưa dứt sữa tiểu nha đầu thôi. Và URL bằng Windows. Location. Herep. Windows. Puppy giới tác bằng Windows. Puppy giới tác. Windows. Puppy giới tác. Pus. Zonet. 7254. X. BGSSP 7254U, UAL, Ninh Phong khom lưng gội đầu. Chỉ là tắm tắm, trên tóc bọt biển càng ngày càng nhiều, rội cũng rội không sạch. Ninh Phong đột nhiên ngẩng đầu, từ trong gương nhìn thấy, cái này tướng mạo luôn vui vẻ ác ma thiếu nữ, vậy mà đang len lén đổ thêm dầu gội đầu. Đủ rồi, Ninh Phong nhíu mày quát lớn. Mới vừa xuyên qua tới, còn không có quá thích ứng nhân vật. Kết quả, Tốt a, à, ngươi lại dám hung ta! Ninh Phong lại thể hội một lần bên trong Huyễn Thuật cảm giác từ bên vách núi rơi xuống, còn có chút mất trọng lượng cảm giác. Vài giây đồng hồ về sau, Huyễn Thuật tiêu thất. Ninh Phong sắc mặt trầm ổn như cũ, ánh mắt cũng là ngốc trệ. Cảm giác mình như thế nào trở thành yếu đáng thương em bé lại bất lực người đâu? đầu óc hắn lấp lóe nguyên một đám đối phó nàng ý nghĩ bỗng nhiên phát giác tại thực lực tuyệt đối trước mặt mưu kế biến bất lực hừ nhìn ngươi còn dám hay không cùng ta đắc ý nhanh lên một chút tắm chúng ta muốn lên đường lý tiểu tịch ngạo kiều đi ra ngoài ninh phong thở sâu thôi chính là một cái thích chơi tiểu nha đầu trong trí nhớ, làm hàng xóm mấy năm, hắn cũng không thiếu đùa giỡn Lý Tiểu Tịch, có một năm thả nghỉ đông, hắn mang theo một cái sọt bài tập đi bên cạnh. Lúc đó Lý Tiểu Tịch cái kia tràn đầy ánh mắt, u oán rõ mồn một trước mắt. Hai người đều ham chơi thích quậy, mấy năm trước nàng hoàn toàn không phải là đối thủ, có thể kể từ nàng sớm trở thành hồn sư. Hô, Hồ, Ninh Phong thư miệng thở dài, ngẩng đầu, mắt nhìn mình trong gương dành lấy cuộc sống mới, trở lại 18 tuổi, thân nhân đều tại, sinh hoạt có ý nghĩa, hắn rất chờ mong, chờ phụ mẫu sau khi trở về gặp nhau hình ảnh. Nghĩ đến trước khi trùng sinh, hắn sáng lập công ty đạt chục tỷ quy mô, nhưng hắn là cô độc, lập nghiệp chi lộ không gì sánh được long đong, nguy cơ tứ phía. Một đường đi theo huynh đệ cũng ở trên đường bị hại. Ninh Phong nhìn qua mặt kính, ánh mắt dần dần sắc bén, có một cỗ hỏa diễm đang nhảy nhót hồn sư thế giới chỉ cần mạnh lên liền có thể ngăn chặn ngoài ý muốn những cái kia để cho ta tiếc nuối ta tuyệt sẽ không để bọn hắn tại phát sinh biết đó là cái thế giới như thế nào về sau dã tâm của hắn giống như bệnh hoạn như vậy điên cuồng sinh sôi trở lại phòng ngủ mình trong tủ treo quần áo phần lớn là hip hop huyễn khốc phong cách ninh phong lúc tuổi còn trẻ rất sinh động nhưng bây giờ thì khác cầm chút hiu nhàn áo sơ mi trên thân cũng thay đổi kiện hắn theo bản năng sờ lên cổ tay trái ninh phong ánh mắt dừng lại tại mặt bên đồng hồ hộp lên cái kia là năm ngoái chính mình sinh nhật lý tiểu tịch đưa đồng hồ một lần không mang qua mở ra liếc nhìn đeo ở cổ tay liền lấy hành lý dương xuống lầu lên lý tiểu tịch xe thể thao màu đỏ tay lái phụ trên chỗ ngồi có một cái túi thực phẩm bên trong là ba cái bánh bao ninh phong yên lặng ăn Lý Tiểu Tịch bỗng nhiên liếc về đồng hồ, nhãn tình sáng lên, nhếch miệng lên. Hừ hừ, nàng cao hứng bừng bừng la hét, cuối cùng chính mình đi ra ngoài chơi á. Ninh Phong dư quang quan sát được những cái này, thầm nghĩ. Đối phó nàng giống như cũng rất đơn giản. Thấy Ninh Phong cũng không trả lời, Lý Tiểu Tịch trong ánh mắt thoáng qua một chút ác thú vị. Ông, bước nhanh chóng 50, 100, 200 ninh phong trầm ổn bình tĩnh phẳng phất đối với xe nhanh chóng không có cảm giác chút nào lý tiểu tịch thấy thế bĩu môi thấp xuống tốc độ hô ninh phong trong lòng ám thở phào bắt đầu suy tư hố trời sự tính nam bắc lưỡng cực hố trời là đi tới dị tộc đại lục thông đạo dị tộc đại lục có nhân loại căn cước phụ mẫu chính ở đằng kia làm nghiên cứu khoa học không cách nào liên hệ dựa theo trong trí nhớ mẫu thân giao phó bọn hắn còn có một thời gian hai năm trở về thế giới này biến hóa thực sự là quá lớn ninh phong lòng có cảm giác một lát xe xuyên qua dải đất phồn hoa đi tới lâm ngoại ô xa xa nhìn lại giống như là cự thành một dạng nguy nga tồn tại chính là mục đích của bọn họ cửa đá rộng chừng trăm mét cao hơn mười mét phía trên viết đại khí bảng bạc mấy chữ mà đô võ hồn đại học từng chữ giống như lợi kiếm, có được khí tức sắc bén, bên dưới cửa đá đám người rộn ràng, xe ngựa như rồng. Ma võ danh khí cả nước bốn vị trí đầu, từng đi ra rất nhiều danh tiếng như sấm bên tai cường già. Quy mô cả nước đệ nhất, có gần 300 vạn học sinh, mỗi giới một triệu người, cự thành bên trong có 20 cái giáo khu, nhưng đệ nhất giáo khu, chỉ có chừng 5.000 người. Ninh Phong lấy tố chất thân thể niên cấp đệ nhị thức tỉnh chín khỏa hồn tinh thành tích thẳng vào đệ nhất giáo khu. Hồn tinh thức tỉnh tại não vực nhân loại tối đa có chín khỏa. Mỗi cái hồn tinh có thể học tập một loại hồn kỹ, lý tiểu tịch viên thứ nhất hồn tinh đã học thành huyễn thuật hệ hồn kỹ, tố chất thân thể thành tích. Nàng là nhường ninh phong biến thành vạn năm lão nhị tiểu ma nữ tại trước khi tiến vào đại học có hồn kỹ đây là hiếm có chuyện phát sinh nhưng cũng gián tiếp giải thích rõ ba điểm có tư chất có tiền có vận khí đệ nhất giáo khu đến rồi lý tiểu tịch lái xe lái vào ánh mắt tỏa sáng đây chính là ta muốn xưng bá địa phương ninh phong nhìn nàng một cái cũng không nghi ngờ tiểu ma nữ này thật sự rất lợi hại ba nàng cũng là hồn sư bên trong cường già Ninh Phong, ngươi hôm nay như thế nào buồn bực đây? Ngày trước đều chủ động nói chuyện với ta. Lý Tiểu Tịch nói câu, ánh mắt khẽ nhúc nhích, hừ cười. Hả, ta hiểu được, ngươi có phải hay không đi tới đại học khẩn trương? Đừng sợ, có ta bảo kê ngươi đây, Ninh Phong ôn hòa nở nụ cười. Có đạo lý, nhưng trong lòng thầm nghĩ. Nhà đầu này không dành thế sự, còn không biết nhân gian hiểm ác, sớm muộn phải ăn thiệt thói nhưng ngẫm nghĩ một chút nàng thực lực khủng bố ninh phong đột nhiên cảm giác được không thể dùng trước khi ánh mắt đến đối đãi thế giới này đệ nhất giáo khu đường đi rộng lớn kiến trúc phần lớn tại sáu tầng bài bố hợp quy tắc tại nhập học cao ốc nghiệm chứng gương mặt vân tay nhận thẻ học sinh ta không có tiễn đưa ngươi rồi ta muốn trở về nhìn ta một chút mấy cái cùng phòng tiểu tỷ muội lý tiểu tịch nói cùng phòng ninh phong ngẩn người Đúng thế, Lý Tiểu Tịch kỳ quái nói. Chúng ta tại chúng tuyển thời điểm liền phân ra túc xá A, đi mà đô dị thú sở nghiên cứu tham quan 7 ngày, ngươi không cùng cùng phòng gặp mặt sao? Ninh Phong nhíu mày, cẩn thận hồi tưởng, trong đầu thoáng qua một chút ký ức hình ảnh. Ánh mắt của hắn mở sáng. Vương Bằng, Triệu Đại lang trước khi trùng sinh bọn hắn cũng là đại học cùng phòng sau khi tốt nghiệp cùng một chỗ phát triển là hắn phụ tá đắc lực mà bây giờ lại là cùng phòng làm cho lòng người vui ta đi ninh phong phất phất tay theo cột mốc đường chỉ dẫn hướng túc xá đi tới thái dương dâng lên trong ánh nắng mang theo đầu thu một chút thanh lương ninh phong khóe môi nhếch lên cười nhạt bước đi vững vàng đi hướng về phía trước nhẹ nhàng thì thầm người khỏe, thế giới mới. Ta thực sự là quá âm hiểm đan vương chương tiệt ảnh cung. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Nam sinh túc xá lầu số 6. Lầu ký túc xá hai bên cây xanh bụi ấm, trước sau là quảng trường, lầu cùng lầu khoảng cách rất lớn. Đi vào trong đó, đứng tại cầu thang trước, chân phải dùng sức đạp mạnh, thân hình bay vọt, vững vàng rơi vào lầu hai chỗ ngoạt. Đây chính là tràn ngập sức mạnh cảm giác. Ninh Phong thành tích thi tốt nghiệp trung học, tốc độ 25 m trên dây, phản ứng thần kinh cấp A, sức mạnh 996 kg, thuộc về trong khảo hạch hồn sư phía dưới mạnh nhất cấp độ. Đè xuống vân tay nghiệm chứng, đi vào túc xá. Gian phòng có 5-10 mét vuông, 4 tấm nhiều chức năng tủ giường cùng cái bàn, tại trên tủ giường dán có danh tự, trừ bọn họ ba người, còn có một cái gọi lâm minh cùng phòng trên tủ giường có quan hệ với hồn sư thư tịch. Ninh Phong đi đến có dán tên mình giường chiếu, cầm quần áo chỉnh tề treo xong, cũng không có người tại, hắn liền nghiêng dựa vào trên đệm chan nghỉ ngơi. Trong bất chi bất giác tiến vào mộng đẹp, hoa lạp, tựa như một đám mây, nâng chính mình, tại nhìn một cái vô biên trong biển mây hướng về phía trước tung bay. Mộng cảnh, Ninh Phong cảm thấy cũng không phải, hắn tinh tế quan sát bốn phía, phía trước mây mù hội tụ, một tòa đại khí bảng bạc cung điện bình vân mà lên. Phía trên cung điện có ba chữ to, tuyệt ảnh cung, Ninh Phong đứng tại trước cung điện bình đài, so sánh dưới, hắn nhỏ bé uyển như bụi trần. Tuyệt ảnh cung ba chữ bỗng nhiên sáng rõ, từng sợi màu đen nhạt lưu quang vẩy xuống, hội tụ vào Ninh Phong hai tay. Kịch liệt đau nhức cảm giác cực kỳ chân thật một đạo âm thanh linh hoạt kỳ ảo, từ cung điện ở trong chỗ sâu truyền đến. Này thuật quỷ thủ, linh năng điều động, thanh âm đàm thoại nhường ninh phong linh hồn chấn chiến, ý thức lâm vào hắc ám. Hả, ninh phong ngồi dậy, thần sắc mờ mịt. Phía ngoài sắc trời đã tối. Quỷ thủ, ninh phong như có điều suy nghĩ nhìn mình tay phải. Đây là sự thực. Lòng bàn tay có yếu ớt đặc biệt năng lượng, hắn giơ tay lên, hướng giá sách tìm tòi, có thể cảm nhận được một đám năng lượng vô hình từ bàn tay kéo dài, đem một quyển sách đụng đổ. Cách không thủ vật, hư ảo mà ra quỷ thủ, Ninh Phong kinh ngạc, loại này kỳ diệu năng lực là cái gì? Hắn lại lần nữa thử nghiệm, có thể lòng bàn tay đã không có năng lượng linh năng điều động hết năng lượng muốn thế nào bổ sung bây giờ là hồn sư thế giới hồn kỹ chúa tể tất cả tuyệt ảnh cung lại là cái gì một loạt dấu chấm hỏi tại ninh phong trong óc ninh phong vương bằng cùng triệu đại lang đẩy cửa vào mở đèn lên chào hỏi âm thanh vừa ý đời hảo huynh đệ ninh phong thu hồi suy nghĩ trầm tĩnh trên mặt lộ ra sau khi sống lại nụ cười đầu tiên người hôm nay làm sao mặc không đồng dạng ta còn tưởng rằng là người khác đâu, vương bằng kinh ngạc. Đổi lại phong cách, Ninh Phong đáp lại. Đúng rồi, Ninh Phong, có chuyện ta phải cùng ngươi nói, triệu đại lang đi đến trước người chắp tay nói. Ta muốn khiêu chiến ngươi, đưa ngươi đánh bại, chứng minh chính mình. Ninh Phong liền giật mình, ngay sau đó giống như cười mà không phải cười hỏi. Người muốn làm sao đánh, triệu đại lang gãi gãi đầu, ngày mai chia lớp chiến đấu chúng ta tại đánh người thắng ta phục ngươi người thua giải thích rõ ta nghiêu bức triệu đại lang người khiêu chiến ninh phong làm gì vương bằng khó hiểu nói ngày mai là chia lớp khảo hạch muốn đánh vượt quan chiến ngẫu nhiên cho chúng ta phân phối lôi đài nhiều người cạnh tranh thiếu danh ngạch theo đào thải chế đến phân ban thứ tự gần phía trước lấy được cơ sở học phân thì càng nhiều, võ đại học phân phi thường trọng yếu, người chính là trở lén lút tại khiêu chiến A, đừng ảnh hưởng tới thành tích A ta. Triệu đại lang ấp úng hai giây. Ta thích nữ sinh ưa thích hắn, vì lẽ đó ta muốn khiêu chiến hắn, bất quá ta sẽ lưu thủ, không nặng tay, liền là đụng phải luận bàn dưới, ninh phong. Xem ra chuyện này kỳ đại lãng cũng phát sinh điểm cố sự. Vương bằng lắc đầu hơn năm ngàn người đâu các ngươi chưa hẳn có thể đụng tới đến lúc đó lại nói ta nên ăn canh thuốc bắc rồi bổ điểm dinh dưỡng triệu đại lang gãi gãi đầu trở lại giường chiếu lấy ra một cái tiểu đồ hộp bình sau khi mở ra miệng lớn ăn túc xá cửa bị đẩy ra đi tới cái tương đối trắng sạch đôi mắt nhỏ ăn mặc hàng hiệu người lâm minh ngươi trở về rồi a à, vương bằng lên tiếng chào hỏi vị gì a à, lâm minh ánh mắt quét mắt vòng không phải triệu đại lang ngươi ăn cái gì đây hương vị lớn như vậy ngươi cũng tại túc xá ăn không có người được vị gì a à, hắn ăn chính là canh thuốc bắc bổ dinh dưỡng vương bằng nói bổ dinh dưỡng ăn thiên linh thảo lâm minh cau mày nói lộng vật ly kỳ cổ quái gì cái này cũng không phải là một mình ngươi túc xá triệu đại lang buồn bực dưới, thiên linh thảo bắt nguồn từ hố trời thế giới, dinh dưỡng hiệu quả cao, chính là quá mắc. Hắn đem dược tương khép lại đắp cầm quần áo phẩy phẩy gió. Và URL bằng Windows, Location, Herep, Windows, Puppy Giơ Tác bằng Windows, Puppy Giơ Tác, Windows, Puppy Giơ Tác, Push Zonet, 7254X. BGSSP 7254U URL. thực sự là phục rồi lâm minh đi đến bên cửa sổ mở cửa sổ ra nói vương bằng chúng ta thay đổi giường ngủ a à. gần cửa sổ thông gió tốt nhìn hắn như thế còn muốn chung quy ăn ta là chịu không được loại kia gây mũi vị vương bằng do dự hai giây được rồi vậy ngươi nhanh lên một chút thu dọn ta mệt mỏi muốn nằm rồi lâm minh ngồi đợi vương bằng chỉnh lý hắn đánh số lượng mắt ninh phong a à. Lâm Minh ánh mắt dừng lại tại Ninh Phong trên đồng hồ, thần sắc hắn vừa là hâm mộ vừa ghen tị. Đây không phải Lauren A hệ đồng hồ sao? Muốn 230 vạn đâu, thật hay giả? Có thể cho ta nhìn một chút không? Ninh Phong không ngẩng đầu, không chút nào để ý, Lâm Minh bĩu môi, thầm nghĩ. Thực sự là cao ngạo. Cộc, triệu đại lang đốt một điếu thuốc thơm, hắn quen thuộc dùng khói tới tiêu tan canh thuốc bắc cay đắng. Đại Lãng đồng học Lâm Minh lập tức bất mãn. Hút thuốc lá lời nói thỉnh đi bên ngoài được không? Nói ngươi mấy lần ngươi mới có thể chú ý, nơi này là túc xá không phải nhà ngươi, đúng đúng, ta quên rồi, không có ý tứ a. À. Triệu Đại Lang cười cười, đứng dậy rời đi. Ninh Phong sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt tựa như lơ đãng đảo qua Lâm Minh, hắn để sách xuống đi theo ra ngoài. Đi đến Triệu Đại Lang trước người, hắn duỗi ra tay của mình cho ta một điếu triệu đại lang hơi ngập ngừng ách thuốc không tốt lắm hắn móc ra trong túi trắng hộp hong ta san ninh phong lắc đầu cười cười trọng yếu không phải hương vị triệu đại lang đưa ra một điếu thuốc lá liếc nhìn đồng hồ cái này đồng hồ thật đắt a à, cọc ninh phong phun ra cái cột khói bằng hữu đưa hai người nhìn nhau nở nụ cười ta cảm thấy ngươi rất tốt nhưng ta ngày mai vẫn là muốn khiêu chiến ngươi triệu đại lang trầm trầm nói ninh phong gật đầu có thể triệu đại lang lộ ra chất phác nụ cười vậy thì tốt ta cũng là bởi vì sức lực đại đặc chiêu tới ngươi cũng nên cẩn thận nếu như gặp phải ta sẽ đối với ngươi hạ thủ lưu tình ninh phong vỗ nhẹ phía dưới phía sau lưng của hắn dập tắt thuốc trở lại túc xá triệu đại lang gãi gãi đầu lại điểm một điếu thuốc hút xong phía sau trở lại túc xá lên giường ngủ hồn kỹ huấn luyện là ngày thường luyện tập chính là không biết thu hoạch phương pháp là cái gì ninh phong nằm dựa vào trên giường bưng sách đang tự hỏi hồn tinh học thành hồn kỹ mới là hồn sư đối với hồn kỹ cao trung lão sư không nói chữ nào muốn đợi ngày mai chia lớp phía sau làm từng bước học tập xem ra võ hồn đại học chỉ là một cái bắt đầu tu hành hồn kỹ trở thành hồn sư bên trong cường giả một hồi vang dội tiếng ngáy bỗng nhiên lọt vào tai nghe được thanh âm này ninh phong cảm thấy thân thiết nhưng có người chịu không được trời ạ à, lâm minh đột nhiên ngồi dậy một mặt ghét bỏ lớn tiếng nói Ta thực sự là phục rồi, trường học như thế nào người nào đều cho an bài, Triệu Đại Lang ngươi nhỏ giọng một chút, a à, ai kêu ta, Triệu Đại Lang mơ hồ ngẩng đầu. Đồng học ngươi tiếng ngáy quá lớn, ảnh hưởng đến ta nghỉ ngơi, Lâm Minh vấn trách nói. A à, a, à, xin lỗi a, à. Triệu Đại Lang ngồi xuống, gãi đầu một cái phục rồi lại người gì cũng có người ngáy không khống chế được ngươi liền nhanh chóng đổi túc xá lâm minh cứng rắn nói câu nằm xuống đối mặt với mặt tường triệu đại lang liền vẫn ngồi như vậy thần sắc thất lạc túc xá biến yên tĩnh mười mấy phút sau triệu đại lang nhanh ngủ đi ngày mai muốn chiến đấu vương bằng thấp giọng nói a à, ta ta không có buồn ngủ đi hút điếu thuốc rồi ngủ triệu đại lang nhẹ nhàng xuống giường sau khi rời khỏi đây hơn nửa giờ mới trở về nhìn thấy lâm minh ngủ thiếp đi hắn lên giường dùng chăn mền đắp ở mình đầu nằm nghiêng tận lực tránh ngáy lúc này ninh phong mặt không thay đổi đem sách thả lại ngăn tủ đóng lại đèn bàn hắn lườm lâm minh một cái trong lòng có cỗ tà hòa Đại lãng, đời trước ngươi vì ta đỡ lại trí mạng một đao, trở thành người thực vật, đời này tái tụ họp, ta sẽ không để các ngươi tại bị ủy khuất. Cặp mắt hắn khép kín trước, khe hở kia bên trong để lộ ra chính là một vệt hàn mang, tựa như một cái theo dõi con mồi ác lang. Ta thực sự là quá âm hiểm đan vương chương búa kéo bao. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com. Ngày kế tiếp 7 giờ sáng những học sinh mới đi tới riêng phần mình sân bãi thực huấn lâu. Cái khác giáo khu thực huấn lâu rất nhiều, cũng cần xếp hàng, nhưng đệ nhất giáo khu chỉ có một tòa. Có thể so với năm cái sân đá banh quy mô, là hình chữ nhật đại sảnh, cao 20 mét, tại ở giữa nhất bên cạnh có một nơi sân khấu, phía trên đứng chút trường học lãnh đạo. Tại hơn 5.000 đạo ánh mắt dưới một vị thân xuyên đường trang đích trung niên nhân, ánh mắt bình thản nhìn lấy bốn phía, thanh âm của hắn rất thấp nhưng truyền khắp mỗi một góc. Ta là Thiên Hồng, đây cũng là một cái tràn ngập truyền kỳ danh tự, mà võ hiệu trưởng Thiên Hồng từng giết qua ba tôn dị thú vương tồn tại. Đi lên hồn sư con đường này, đại biểu tương lai của các ngươi, sẽ không an nhàn, hố trời thế giới áp lực càng lúc càng lớn, nước ta năm ngoái chết ở bên trong hồn sư, là 371 vạn các ngươi là khóa này ma võ tinh anh hồn sư cường giả vi tôn hôm nay là chia lớp khảo hạch thứ tự gần phía trước học phân càng nhiều ai có thể ngồi ở trung tâm nhất cái thanh kia trên ghế sẽ ngoài định mức thu được một vạn học phân rầm rầm bốn phía cửa sổ khép kín toàn tràng lâm vào hắc ám từng đạo cột sáng hội tụ hình chiếu ra giống như mạng nhện một dạng kết cấu đường nét giao thoa mỗi cái tiết điểm cũng là một nơi lôi đài trên lôi đài phương biểu hiện ra con số, chùm sáng sáng nhất địa phương, chính là trung tâm chỗ ngồi chỗ, mà thông hướng trung tâm đường, chỉ có bốn cái. Hình chiếu 3D kỹ thuật rất hoàn thiện. Ninh Phong âm thầm quan sát, sau khi sống lại khoa học kỹ thuật, vậy mà so trước khi trùng sinh còn phát triển, điều này nói rõ hắn ngày trước kiến thức chuyên nghiệp không dùng được. Phát triển thương nghiệp là có chút không thể thực hiện được hồn sư chúa tể tất cả, lấy tư chất của ta, chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ mới là lối thoát. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn thích ứng thế giới mới, cũng bắt đầu đối tự thân kế hoạch. Thiên hồng hiệu trưởng thanh âm hùng hậu phủ lên một chút lăng lệ. Quy tắc không cho phép sử dụng hồn kỹ trên lôi đài sinh tử bất luận ra lôi đài phạm vi người đào thải ông. Một câu nói kia mang tới lực sát thương quá mạnh mẽ để cho tại chỗ tân sinh đều khẩn trương lên. Khảo hạch bắt đầu, thoại âm rơi xuống, những học sinh mới nhận vòng tay trên màn hình, cho thấy phân khu. Ninh Phong cúi đầu nhìn một chút, 89 lôi đài. Cố lên, Vương Bằng để lại một câu nói, dẫn rời đi trước. Ha ha, ta lấy nhìn thấy ngươi a, à, Triệu Đại Lang liếc nhìn Ninh Phong, cũng đi tìm chỗ của mình. Đến nỗi Lâm Minh, đều sớm yên lặng rời khỏi. Làm Ninh Phong đi tới lôi đài, Phía trên đã đứng tám người, có hai người đứng tại một khối, những người khác đều giữ một khoảng cách thần sắc cảnh giác, chín tiến bảy, trước lôi đài thông đạo sáng lên con số. Đại biểu đệ nhất chiến muốn đào thải hai người. Ninh Phong bỗng nhiên động, tốc độ cực nhanh, tới gần bên trái người, đùi phải tụ lực, vẽ ra đạo đường cong, đá ngang mà tới. Bị công kích người sắc mặt biến hóa, sách cánh tay ngăn cản. ẩm một tiếng vang trầm, hắn bị đá lùi lại hơn 10 mét, đi thẳng lôi đài khu. Ngươi, hắn sắc mặt khó coi cực kỳ, nhưng hình ảnh sau đó, nhường hắn thư thái rất nhiều. Ninh Phong lách mình mà động, lại công kích một người khác, dù là hắn sớm phòng bị, cũng không ngăn cản được, bị đánh ra lôi đài. Hô, những người khác thở phào, có thể đi cửa ải kế tiếp. Nhưng Ninh Phong cũng không có dừng tay. Một phút đồng hồ sau. Ninh Phong một thân một mình, đi tới hình chiếu ra con đường ánh sáng, đi tới tiếp theo lôi đài. Nhìn thấy tình huống chung quanh, mỗi cái lôi đài, đều có đặc sắc chiến đấu. Hắn thấy được Lý Tiểu Tịch, một cước đạp bay một cái, gọn gàng. Cũng nhìn thấy xa xa triệu đại lang, công phu quyền cước hung mãnh dị thường. Hắn đứng lôi đài, một con đường khác, đi tới chính là bảy người. Mà cửa này, là mười bốn tiến mười khi bọn hắn nhìn thấy ninh phong chỉ có một người tựa hồ minh bạch cái gì lúc đầu tấn cấp danh ngạch đủ nhưng bọn hắn tập thể xuất thủ thế là những người này tập thể đào thải hắn là ai hiệu trưởng thiên hồng chỉ hướng một người hắn gọi triệu đại lang khí lực đặc biệt lớn bất quá chỉ có năm viên hồn tinh là đắc chiêu sinh có người trả lời thiên hồng khẽ lắc đầu đáng tiếc bên cạnh chúng đạo sư chờ cũng đang trò chuyện cái kia chính là Lý Tiểu Tịch, đệ nhất trung học yêu dị nhất học sinh, đã có cái hồn kỵ thứ nhất, tư chất rất cao. Đương nhiên cao, phụ thân nàng thế nhưng là Lý Bắc Hổ, tên kia khoảng cách phong vương cũng không xa, ồ, oh, lại là Lý Bắc Hổ nữ nhi, không sai, thiên hồng ánh mắt chớp lên. Lý Bắc Hổ người này tính tình bạo, đắc tội không ít hải ngoại phong vương cường giả, còn liên tục đi hố trời, cũng không sợ xảy ra chuyện, phó hiệu trưởng thở dài. Bởi vì thiên hồng nhắm lại hai mắt chậm rãi nói ra lý bắc hổ nhận biết hắc minh vương cái gì thần bí nhất hắc minh vương trước đó không lâu ám mục khu hai đại dị thú vương vẫn lạc ta hoài nghi chính là hắc minh vương ra tay thiên hồng trong khi nói chuyện lại chỉ một người hắn là ai hắn gọi ninh phong tại đệ nhất trung học bài đệ nhị tố chất thân thể không sai phụ mẫu là nhân viên nghiên cứu khoa học trước mắt tại hố trời căn cứ công tác tất cả tân sinh biểu hiện thu hết vào mắt mà để cho người ta hai mắt tỏa sáng ít càng thêm ít ầm ninh phong một cước đem đối thủ đạp xuống lôi đài tại cái lôi đài này lên là năm tiếng ba hắn đã giải quyết ba người đến nỗi còn lại cái cuối cùng ninh phong ánh mắt rơi vào một đầu cuối cùng quang mang thông đạo người rất mạnh a à ninh phong vậy mà đem đối thủ đều giải quyết lâm minh cái chán có mồ hôi chạch thở hồng hộc gặp người vận khí không tệ, chúng ta liên thủ, hẳn là có thể tiến vào ban 1. Và URL bằng Windows, Location, Herep, Windows, Puppy Giờ Tác bằng Windows, Puppy Giờ Tác, Windows, Puppy Giờ Tác, Push, zonet, 7254, X, BGSSP 7254, U, URL, Ninh Phong chỉ là nhàn nhạt nhìn qua hắn, thẳng đến hắn đạp lên lôi đài nhìn thấy Ninh Phong ánh mắt Lâm Minh trong lòng nhảy một cái. Siêu Ninh Phong thân hình bỗng nhiên khẽ động một bước vượt qua hai mét, đùi phải nâng cao quét ngang mà đi. người điên Lâm Minh hấp tấp nói, hai cánh tay hắn nhấc lên ngăn cản, lui lại sau đó Ninh Phong ngửa người chân trái mũi chân nghiêng đá. Thoạt nhìn không có gì xảo diệu, nhưng Lâm Minh biết một cước này lực độ rất nặng, hắn thân thể chợt lượn vòng, tay phải vội vàng Ninh Phong đủ cổ tay. Mà Ninh Phong chân phải đạp đất, đứng bốn bể yên tĩnh, thân thể của hắn hướng về phía trước cong lên, hữu quyền vung ra, mãnh kích Lâm Minh mũi. Ngươi, Lâm Minh đầu siêu vẹo, vốn cho là mình hoàn toàn có thể né tránh ra tới. Nhưng hắn má phải bỗng nhiên đau đớn một hồi ngay sau đó đại não vù vù ý thức hoảng hốt ninh phong tay trái như thiểm điện nhô ra bắt lấy lâm minh cánh tay phải mà ninh phong tay phải hung ác cắt một cái cổ tay chặt thẳng đến lâm minh xương trụ cẳng tay tạch tạch lâm minh cánh tay trái lấy quái dị góc độ vặn vẹo ngay sau đó là cánh tay phải chân trái làm lâm minh muốn sụi lơ trên mặt đất lúc ninh phong tay phải bóp cổ của hắn một cái thế giới mới trên lôi đài, sinh tử bất luận, Ninh Phong nội tâm tà hỏa cháy hừng hực. Ánh mắt của hắn càng băng lãnh, tay phải lực độ cũng dần dần tăng cường. "Không, Lâm Minh sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ đến cực điểm, hắn đã sắp hít thở không thông." "Phù phù." Lâm Minh ngã trên mặt đất, hắn nhìn lấy Ninh Phong bóng lưng, khàn khàn đạo: "Vì, vì sao? Ta không có có đắc tội ngươi?" Ninh Phong mặt không biểu tình, đi vào cái tiếp theo lôi đài. Hắn không nói gì thêm, nếu như đối phương có chút trí thông minh cũng sẽ tự rời đi túc xá. Kế tiếp lôi đài là 4 tiến 3, 4 xung quanh người đã rất ít đi, mỗi cuộc chiến đấu cũng là tiêu điểm. Muốn đụng phải, Ninh Phong nhìn một chút, những người khác còn chưa tới, nhưng Hung Mãnh Triệu Đại Lang muốn đến hắn nơi này. Uy, Ninh Phong, trận tiếp theo chúng ta muốn gặp a. Phía sau truyền đến Lý Tiểu Tịch thanh âm đàm thoại quay đầu nhìn một chút, liền thấy Lý Tiểu Tịch cười ha hả nói. Trận tiếp theo là 3 tiếng 2, chúng ta đào thải một cái, tiếp đó chính là hai tiếng một rồi, ta tại đem ngươi đánh xuống dưới, ngươi chính là không trốn thoát ma chảo của ta nha. Ninh Phong khẽ lắc đầu, đưa mắt trở về. Triệu Đại lang đã đi tới, thần sắc hắn hưng phấn. Ha ha, chúng ta cuối cùng đụng phải, lúc nào làm a? À? hiện tại sao, Ninh Phong cười nhạt bả mặt khác hai cái giải quyết chúng ta tại đánh vậy cũng được triệu đại lang đè lên nắm đấm lắc lư phía dưới bả vai nhìn về phía mặt khác hai cái lối đi đối thủ rất mau tới rồi kết quả triệu đại lang năm quyền đánh rơi xuống lôi đài ninh phong đánh bại đối thủ chỉ ra ba cước tới đi ninh phong nhẹ nói câu hai người cách nhau năm mét triệu đại lang tại nổi lên cảm xúc hai cánh tay hắn dùng sức hô hấp dần dần gấp rút răng cắn chặt giống như sắp xuất lồng quái thú mười giây trôi qua rồi triệu đại lang khí thế đến đỉnh điểm thậm chí rất nhiều người đều chú ý lấy một trận chiến này nhưng mà không được triệu đại lang xì hơi được rồi ta không xuống tay được chúng ta đều biết ninh phong buồn cười nói vậy thì đi thôi hai người kết bạn hướng đi cái tiếp theo lôi đài làm cái gì a à? lộng nửa ngày cũng không đánh lý tiểu tịch tự mình đứng ở phía trước trên lôi đài ninh phong ngươi ở bên cạnh nhìn lấy ta giải quyết tên to con này ninh phong khẽ lắc đầu nhà đầu hắn là huynh đệ ta ngươi không muốn đánh nha vậy làm sao bây giờ lý tiểu tịch không hiểu thấu ba người lẫn nhau nhìn mấy lần người đó cũng không động thủ hai người các ngươi nam nhân thật vất vả bằng không dạng này lý tiểu tịch nhãn châu say động ta ăn chút thiệt thòi liền không đấu võ rồi đổi đấu văn như thế nào đấu văn triệu đại lang kỳ quái hỏi búa kéo bao người nào thua người đó ra ngoài lý tiểu tịch dứt khoát nói a à, triệu đại lang ngây ngẩn cả người cái này cái này cái này có thể sao quyết định như vậy đi nhanh lên một chút đừng lề mề ba người đứng tại một khối tay phải giấu ở phía sau dưới muôn người chú ý búa kéo bao hiệu trưởng thiên hồng có đạo sư che mắt không đành lòng nhìn thẳng ha ha ta thắng á lý tiểu tịch hoan hô âm thanh đến lượt các ngươi rồi ninh phong mỉm cười dưới hai người xuất thủ một vòng quyết ra thắng bại vậy ta đi xuống trước a à, các ngươi cố lên tốt nhất là một cái đệ nhất triệu đại lang gãi gãi đầu khờ cười nói câu rời đi lôi đài Đi rồi, Lý Tiểu Tịch cùng Ninh Phong đi hướng về nơi tiếp theo. Ta thực sự là quá âm hiểm đan vương chương dần dần mở ra thế giới mới. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Đến lôi đài, Ninh Phong nói ra, người trực tiếp đi thôi. Đến nơi này cùng hắn mong muốn không sai biệt lắm, một đường đánh nhau, hắn quan sát tình huống bốn phía. Không thể không thừa nhận, Ma Võ Đại học Ngọa Hồ Tàng Long lấy lực chiến đấu của hắn, còn ngồi không nổi cái kia bảo tọa, Lý Tiểu Tịch là có cơ hội. Nhưng không nghĩ tới, Lý Tiểu Tịch lại hừ một tiếng. Lại đến một cái, nhìn chúng ta một chút người nào vận khí tốt, nàng đem tay phải thả ở sau lưng. Ninh Phong trầm ngâm một chút gật gật đầu, Lý Tiểu Tịch mặc dù ham chơi nhưng càng nhiều là cho hắn mặt mũi. Búa kéo bao, Lý Tiểu Tịch ánh mắt sáng lên ta lại thắng, ta muốn ngồi trên cái kia bảo tọa đi, mau đi đi." Ninh Phong lạnh nhạt cười nói câu liền đi xuống lôi đài. Theo hắc ám mặt đường hướng đi bên ngoài sân, có thể nhìn thấy chút nhân viên y tế dơ lên thụ thương học sinh rời đi. Người xem náo nhiệt có không ít, Triệu Đại Lang cùng Vương Bằng đứng tại một khối, nhìn thấy Ninh Phong phía sau đi tới. "Nàng kêu cái gì?" Triệu Đại Lang hỏi. Ninh Phong đáp lại, "Lý tiểu tịch" Thực nghiêu A, à, năm tiến ba, nàng một người xử lý bốn cái, triệu đại lang cảm khái nói. Như thế nào cũng không nghĩ tới, khả ái như vậy xinh đẹp mềm mại mỹ thiếu nữ, sức chiến đấu đã vậy còn quá mạnh mẽ. Ninh Phong lẳng lặng nhìn lôi đài. Toàn tràng còn có hơn 50 người. Trong đó cũng có 7-8 người cùng lý tiểu tịch chiến lực tương đương, bất quá lý tiểu tịch giải quyết tốc độ của đối thủ nhanh nhất nàng đối với sức mạnh vận dụng cơ sở thân pháp độ thuần thục rất cao. Bốn cái thông hướng trung tâm vương tọa con đường, Lý Tiểu Tịch cái thứ nhất đạp lên. Khi nàng sau khi ngồi xuống, trở thành toàn tràng tập trung điểm. Chia lớp khảo hạch kết thúc, công bố danh sách, hiệu suất cực nhanh, tại chủ phía trên sân khấu, hình chiếu ra 99 lớp, mỗi lớp 50 người tả hữu Những học sinh mới căn cứ chính mình lôi đài khiêu chiến số lượng đến tìm kiếm, rất mau tìm đến tên của mình ta đi, vương bằng kinh ngạc nói. Ninh Phong, Triệu Đại Lang, chúng ta thật là hữu duyên phân đâu, đều ở lớp 2. Ha ha, có thể, Triệu Đại Lang cười nói. Ninh Phong cười cười, mà võ chia lớp quy định khác biệt, cùng phòng cũng chưa hẳn là cùng một lớp học, giống như tình huống của bọn hắn thuộc về vận khí tốt hơn. Có thể tản, phó hiệu trưởng nói ra mỗi người tại cửa ra vào nhận lấy đặc chất điện thoại lên lớp thông tin sẽ ở phía trên nhìn thấy tân sinh theo thứ tự rời đi thực huấn lâu tại cửa ra vào xếp hàng nhận lấy điện thoại toàn thân màu đen đại khái ngũ anh tắc nghiệm chứng vân tay nghiệm chứng gương mặt ngón tay theo ở trên màn ảnh tự động chứng nhận hoan nghênh ngươi ninh phong thoáng qua một loạt chữ viết tiến vào hệ thống giao diện chỉ có bốn cái ô biểu tượng Thông tin cá nhân, lớp học Ma võ thương thành, cái khác ứng dụng. ấn mở thông tin cá nhân, Ninh Phong, Ma đô võ hồn đại học 08 giới đệ nhất giáo khu ban 2. Thẻ căn cước hai ba bốn không Trạng thái thức tỉnh cửu tinh, học phân 1000 nhìn như điện thoại di động thông thường, lại có vượt qua Ninh Phong Lý giải khoa học kỹ thuật, hắn cảm giác năm 2008 khoa học kỹ thuật so trước khi trùng sinh phải nhiều ra mấy chục năm. Ấn mở lớp học ô biểu tượng, giống như là chat group, chỉ có một cái tin. 8 giờ sáng mai lớp học 102 phòng lên lớp. Phía dưới còn có cột bạn tốt chia đều loại còn chưa tới phải gấp nhìn liền nhìn thấy lý tiểu tịch mang theo ba cái nữ đồng học đi tới ninh phong người phân đến ban hai nha ta cái này tiểu tỷ muội gọi bạch thi cửu cũng là ban hai lý tiểu tịch tùy ý nói các ngươi tốt bạch thi cửu là đoàn hô khuôn mặt một m sáu có chút la lị phạm lẫn nhau lên tiếng chào hỏi triệu đại lang cùng vương bằng đều rất bội phục lý tiểu tịch lần trước nữ sinh đệ nhất cũng là mười năm trước chuyện nói chuyện tào lao vài câu lý tiểu tịch tới vỗ vỗ ninh phong bả vai lần này thành tích của ta so với ngươi tốt đừng nhụt trí nha nhìn nàng ngây thơ biểu lộ tựa như là tới dỗ dành ta tin tưởng cuối cùng có một ngày ngươi sẽ phát hiện ngươi chính là không sánh bằng ta ha 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 đến cũng vội vàng đi vậy vội vàng lý tiểu tịch mang theo mấy cái cùng phòng rời khỏi ninh phong khẽ lắc đầu cái này, triệu đại lang tuét miệng nói. Bằng hữu của ngươi nói chuyện thật có ý tứ, nhìn ra rồi, nàng là tới đả kích ngươi, vương bằng mỉm cười nói. Bất quá có thể nhận biết cô gái đẹp bằng hữu cũng rất tốt, hai cái túc xá hoàn toàn có thể quan hệ hữu nghị nha, quen biết một chút không chừng liền ma sát ra hỏa hoa rồi. Ninh Phong trong lòng buồn cười, nhìn một chút, hơi quen thuộc một chút xíu, vương bằng liền bắt đầu có gãi lãng dấu hiệu ha 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 ta ba người cùng một chỗ đáng giá chúc mừng a à. triệu đại lang cười nói về trước túc xá đi nhìn một chút điện thoại công năng ngày mai liền đi học vương bằng đề nghị ba người đi trở về túc xá đến gian phòng mới còn có người đây như thế nào không thấy lâm minh triệu đại lang kỳ quái nói hắn vương bằng trầm mặc dưới liếc nhìn ninh phong muốn nói lại thôi cửa bỗng nhiên bị đẩy ra và URL bằng Windows, Location, href Windows, Puppy giờ tác bằng Windows, Puppy giờ tác Windows, Puppy giờ tác, Push Zonet, 7254 x BGSSP 7254 U, URL, Lâm Minh trở về rồi. Chỉ bất quá hắn là ngồi trên xe lăn, bị một vị sắc mặt âm trầm mặt chữ Điền Nam từ đẩy vào, phía sau còn đi theo năm người các ngươi là, vương bằng hỏi. Mặt chữ điền nam tử chỉ vào ninh phong âm thanh lạnh lùng nói. Ta là năm thứ hai đại học đệ tam giáo khu lớp 8 lâm thái, lâm minh ca ca, nếu như là người khác xuất thủ thì coi như xong đi, người thân là cùng phòng ngủ cùng phòng. Vậy mà đối với lâm minh hạ thủ nặng, có phải hay không muốn cho ta một lời giải thích, triệu đại lang hơi biến sắc mặt, lâm minh lại bị ninh phong đánh ta, ta ca đang tra hỏi ngươi, nhanh giải thích cho ta, lâm minh ngoài mạnh trong yếu đạo. Ta muốn ngồi 10 ngày xe lăn, hơn nửa tháng thể huấn giờ học lên không được, cũng là bái ngươi ban tặng. Đối mặt chất vấn ninh phong, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, liền thu hồi ánh mắt. Lâm minh còn có một cái chỗ dựa, vì lẽ đó. Phiền toái tới rồi, ngươi tự tìm cái chết, lâm thái sầm mặt lại. Phía sau hắn hai người muốn đi tới triệu đại lang đứng dậy chừng mắt các ngươi muốn làm cái gì đừng nóng vội lâm thái giơ cánh tay lên ngăn lại phía sau hai người hắn âm thanh lạnh lùng nói bọn hắn còn không phải hồn sư hiện tại động thủ muốn chụp chúng ta học phân cũng chính là một hai tháng tiểu tử chờ ngươi trở thành hồn sư chúng ta trên lôi đài thấy phụng bồi ninh phong bình tĩnh nói có chút ý tứ lâm thái lạnh lùng nhìn ninh phong một cái lấy đi lâm minh thi lễ rời đi túc xá người như thế nào đáp ứng hắn rồi hắn là năm thứ hai đại học người triệu đại lang không hiểu ninh phong lắc đầu không nói không đáp ứng đối phương sợ là mấy ngày nay liền muốn kiếm chuyện vương bằng suy nghĩ một chút nói ra trung quy có biện pháp lâm minh đi cũng tốt ta cũng không thích hắn triệu đại lang trầm mặc ba người tại riêng phần mình dường chiếu bắt đầu nhìn tay cơ công năng ma võ trong thương thành vật phẩm rất nhiều có vũ khí loại linh dược loại chiến pháp loại hồn châu loại áo cụ các loại chiến pháp loại bao quát thân pháp trưởng pháp quyền pháp đao pháp chờ có thể phụ trợ hồn kỹ sử dụng chiêu thức hồn châu chính là trong hố trời dị thú não hạch, bên trong có có thể tu hành hồn kỹ, ninh phong trầm tư. Nguyên lai like hồn kỹ bắt nguồn từ hồn châu, mỗi cái hồn tinh có thể hấp thu một khỏa hồn châu, vì lẽ đó hồn châu phẩm chất cực kỳ trọng yếu, nhìn một chút giá cả. Bình thường nhất màu trắng hồn châu, thấp nhất giá bán 500 học phân, cao đẳng hồn châu là màu lam, thấp nhất 300 không học phân, cao nhất hơn vạn học phân, khiến cho người chắc lưỡi hít hà. Điểm tin tức cụ thể. Lãnh thử hồn châu, màu trắng. Ẩn chứa quyền thuật hệ hồn kỹ, giá bán 800 học phân. Hỏa diễm lang hồn châu, màu trắng. Ẩn chứa đao thuật hệ hồn kỹ, giá bán 2.000 học phân. lưu tinh miêu hồn châu, màu lam. Ẩn chứa thân pháp hệ hồn kỹ, giá bán 5.000 học phân. Đủ loại đủ kiểu hồn châu, khiến cho người hoa mắt, phảng phất mở ra một cái thế giới mới giá cả thấp, nhìn một chút đều biết hồn kỹ thuộc tính tương đối kém, 500 học phân hồn châu, ẩn chứa hồn kỹ là nhường cánh tay dài ra 2, 3 mét. Loại này chính là cơ hồ không có ai mua, có lẽ đem vị trí đổi thành một nơi nào đó sẽ trở nên nổi tiếng. Ninh Phong đặc biệt tuần tra, linh năng, vô luận là dược liệu vẫn là cái khác, cũng không có tin tức tương quan. Mà võ thương thành, nhường ba người tại túc xá nhìn một ngày thực sự là mở rộng tầm mắt a à, vương bằng rung động đạo mà võ thật lợi hại thương thành cái gì cần có đều có ta lại còn thấy được dị thú lông tóc chế thành tất đen thật có thể a à, khó trách đều nói học phân trọng yếu học phân chính là thương thành tiền tệ không nhìn triệu đại lang gãi gãi đầu đầu đều nhìn choáng luôn chúng ta cơm chưa cũng không ăn các ngươi có đói bụng không a à, các ngươi trước chờ xuống ta đi ra ngoài một chuyến Vương bằng chớp mắt chạy ra ngoài. Mười mấy phút sau, hắn cầm về rất nhiều ăn nhẹ, bánh bao nhân thịt, trứng gà bảo, gà rán bài chờ một chút. Còn có một dương bia lon. Hôm nay chúng ta muốn chúc mừng dưới, đều uống chút a. À, Vương bằng vừa cười vừa nói. Được a à, triệu đại lang cười nói. Ngươi tại sao không gọi ta cùng đi mua a à, ta chạy nhanh. Vương bằng nói. Chút rượu này có thể không đủ. Ninh phong cười nhạt âm thanh ba người lại xuống lầu, tại lầu một ăn tạp cửa hàng ôm hai dương. Một lát sau, Vương Bằng cùng triệu đại lang thượng cấp một cái lời tao hết bài này đến bài khác vừa mới bắt đầu thổi nghiêu bước. Ninh Phong mặt không đổi sắc, cười híp mắt nói chuyện phiếm. Quan hệ của ba người, cấp tốc ấm lên. Ngày kế tiếp sớm 8 giờ. Các bạn học đi tới lớp học ngồi xuống. Một lát, một vị thân xuyên quần áo luyện công màu đen nữ tử đi vào, kim sắc tóc ngắn, ước chừng 27-28 tuổi, phong thái chắc tuyệt. Hấp dẫn người nhất là cặp mắt của nàng, có chút vô thần, giống như coi trời bằng vung đạm nhiên. Đám thái điểu, ta là Lê Quân, đạo sư của các ngươi. Nàng đứng trên bục giảng, ngữ khí bình thản, trực tiếp bắt đầu giảng thuật. Lớp học chúng ta có hai cái thức tỉnh chín khỏa hồn tinh, là Ninh Phong cùng Vương Mộc, các ngươi cho là dạng này rất mạnh. Không, bọn hắn chỉ đại biểu một chút tư chất. Toàn cầu thức tỉnh Cửu tinh rất nhiều người, nhưng bây giờ mới có mấy cái Cửu tinh hồn sư. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, hồn tinh số lượng không có nghĩa là các ngươi cũng có thể học thành hồn kỹ nói rằng hồn sư cấp từ nhất tinh đến cửu tinh mỗi cái hồn tinh hấp thu hồn châu về sau sẽ được thắp sáng thắp sáng sau hồn tinh đại biểu đẳng cấp mà ta là thất tinh hồn sư lê quân tay phải khẽ nâng hoa lạp tại bàn tay phía trên xuất hiện vây quanh bảy viên hồn tinh hư ảnh giống như lớn chừng bàn tay bảo châu ta thực sự là quá âm hiểm đan vương chương tàn nhẫn khóa thứ nhất nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Lê Quân Đạo Sư tiêu tán hồn tinh, nhàn nhạt nói. Hồn châu đẳng cấp chính là màu sắc khác biệt, phổ thông hồn châu màu trắng, cao đẳng hồn châu màu lam, hy hi hữu hồn châu màu tím, hiếm thấy hồn châu màu hồng, còn có truyền thừa hồn châu là kim sắc. Trước ba khỏa hồn tinh, cao nhất có thể hấp thu hồn châu màu xanh lam, 456 khỏa hồn tinh cao nhất là màu tím hồn châu, đệ thất khỏa cao nhất màu hồng hồn châu, viên thứ 8 bắt đầu có thể hấp thu kim sắc hồn châu, vì lẽ đó, ba lam, ba tím, một phấn, hai kim, là hoàn mỹ nhất cấp độ, Lê Quân dừng lại hai giây, ánh mắt bình thản liếc nhìn một vòng. Đám thái điểu, tháng thứ nhất các ngươi chủ yếu là huấn luyện, trong lúc đó, có chút phương thức sẽ để các ngươi kiếm lấy học phân, là tân sinh phúc lợi. Trong lúc đó các ngươi tại thương thành sàng lọc thích hợp bản thân hồn châu, ta sẽ không quản các ngươi tiền cái gì, tự cân nhắc tốt là được rồi đều lớp phi thường yên tĩnh nếu như tiêu trừ lê quân lời của đạo sư chính là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được một loạt thông tin đối với những học sinh mới rất có sung kích cảm giác đến nỗi thấy thế nào đến trong óc hồn tinh tiếp xuống chính là chúng ta khóa thứ nhất nội thị chia lớp khảo hạch là tố chất thân thể giải thích rõ trở thành hồn sư trước các ngươi đều là vô cùng ưu tú dẫn đầu tại đa số người tố chất thân thể cao năng lượng linh hồn cũng sẽ dồi dào linh hồn cũng chính là ý niệm nội thị là để các ngươi chế ngự ý niệm cảm thụ hồn tinh đối với các ngươi tới nói rất đơn giản lê quân lấy ra một ngón tay to hương nhóm lửa nhàn nhạt khói xanh tản ra đây là thanh thần hương hố trời thế giới sản phẩm có thể để linh hồn chuyên chú phụ giúp đỡ bọn ngươi lần thứ nhất nội thị nhắm mắt lại chuyên chú ý niệm từ hai chân của các ngươi bắt đầu hướng về phía trước kéo dài mãi cho đến trong óc lê quân âm thanh đè thấp giống như là đang thúc giục ngủ như vậy các ngươi trong đầu có thể cảm nhận được một đoàn năng lượng đó là các ngươi hồn tinh vô sắc hình cầu tại các ngươi ý niệm ngay phía trước là viên thứ nhất hồn tinh vào trong chậm rãi cảm thụ là viên thứ hai viên thứ ba thanh thần hương hương vị làm người thoải mái ý niệm chuyên chú dưới, rất nhiều người đều cảm nhận được. Kỳ diệu, Ninh Phong từ lúc mới bắt đầu hai chân, liền cảm thụ kinh mạch, huyết dịch, rất thần kỳ cảm giác. Ý niệm hướng về phía trước kéo dài. Đến não vực, muốn gặp được hồn tinh, Ninh Phong cũng chờ mong sắp cảm nhận được chín khỏa hồn tinh, đó là hắn có thực lực căn bản. Nhưng mà, xảy ra chuyện rồi, Ninh Phong cảm giác đến ý niệm của mình du tẩu ở trong hắc ám. Đột nhiên phía trước một mảnh sáng tỏ, đó là một tòa cự đại phát sáng cung điện, Tuyệt ảnh cung, hắn cảm nhận được tại cung điện phía dưới là chín khỏa bị ép thành mảnh vụn hồn tinh. Hả, hồn tinh toái rồi, tại sao có thể như vậy? Ninh Phong linh hồn nhiễu loạn, thoát ly nội thị trạng thái, hắn hơi cúi đầu, mày nhăn lại. Hồn ta tinh không còn, bị Tuyệt ảnh cung đập vụn. Tà hỏa ở trong lòng thiêu đốt, song quyền của hắn càng ngày càng gấp. Hồn tinh là căn bản, mất đi hồn tinh đại biểu hắn không cách nào trở thành hồn sư. Ninh phong hô hấp cự ly ngắn gấp rút ba phần. Mấy giây thời gian về sau, hắn bình tĩnh lại. Ta còn có cơ hội, chín khỏa hồn tinh, bị tuyệt ảnh cung đập vụn, vốn là trong bầy sói lang vương, một chiều biến thành trong bầy sói nhị cáp. Hắn không thể không suy xét đối sách nhất định muốn tinh tường tuyệt ảnh cung là cái gì, nó có thể đập vụn hồn tinh, có lẽ cũng là mạnh hơn tồn tại, một lát, các bạn học nhau nhau thanh tỉnh. Ta cảm nhận được hồn tinh, nhưng là không cách nào chế ngự nha, Bạch Thi Cửu kỳ quái nói. Như thế nào không thể giống như đạo sư một dạng hiển hiện ra đây, Lê Quân nhìn nàng một cái. Hấp thu hồn châu, tháp sáng hồn tinh phía sau mới có thể khống chế, là như thế này a, à, biết đạo sư, Bạch Thi Cửu gật gật đầu. Liên quan tới hồn tinh còn có vấn đề sao?" Lê Quân thản nhiên nói. "Đạo sư, ta nghe nói trước ba cái hồn tinh hấp thu màu trắng hồn châu, cũng có thể đổi thành hy hữu hồn châu màu xanh lam, đây là nguyên lý gì?" Vương Mộc nhấc tay hỏi. Câu nói này nhường các bạn học cảm thấy quái dị, bọn hắn rất nhiều người đều nghe trưởng bối nói hồn tinh một khi hấp thu hồn châu về sau, không cách nào thay đổi, nhất định muốn thận trọng. Lê Quân nhàn nhạt nhìn hắn một cái hố trời thế giới, sinh vật vô số, có một cái thiên lang tộc, bọn chúng não hạch hồn châu có thể tiêu diệt phía trước ba cái hồn kỹ, điều kiện tiên quyết là bát tinh trở lên lang vương. Toàn cầu không có nhiều người có thể giết thú vương, cái này cũng là các ngươi đám này tiểu thái điểu có thể suy tính sự tình, tê. Rất nhiều người hít một hơi lãnh khí, thú vương não hạch hồn châu, cái này cũng quá kinh khủng hố trời dị thú đẳng cấp cùng hồn sư đối ứng, cũng là nhất tinh đến cửu tinh, thiên lang hồn châu không muốn cân nhắc, lê quân ánh mắt đảo mát. Lớp học rất yên tĩnh, nghe được những nội dung này, bọn hắn cũng đều đang tiêu hóa bên trong, tạm thời không có vấn đề. Nhưng Ninh Phong có vấn đề. Hắn nhẹ nhàng đạo, đạo sư ta muốn biết, giác tỉnh giả chỉ có thể thức tỉnh hồn tinh. Có thể xuất hiện hay không vật gì khác, và URL bằng Windows. Location, Herep, Window, Puppy giới tác bằng Window, Puppy giới tác, Window, Puppy giới tác, Push, Zonet, 7254, X, BGSSP 7254, U, URL, có, dị dạng hồn tinh, học thành hồn kỹ cũng là không trọn vẹn, Lê Quân Bình thản nói. Có không có thức tỉnh thành vật phẩm, tỉ như nói đao kiếm những cái này, Ninh Phong lại hỏi giác tỉnh giả chỉ có mấy khỏa hồn tinh vấn đề, Lê Quân nói. Đạo sư có nghe nói qua Linh Năng? Ninh Phong nói. Chưa nghe nói qua, Lê Quân Châu lên lông mày, đạo. Trên Internet rất nhiều kỳ văn dị sự cũng là giả, không cần thật đúng, thế giới hiện nay, hồn kỹ, hồn tinh, hồn châu, bản chất chính là những thứ này, Ninh Phong trầm mặc dư quang có thể nhìn thấy, các bạn học biểu lộ đều rất vui vẻ, bởi vì bọn hắn cảm nhận được riêng phần mình hồn tinh. Đây chính là tiết một. Đối với tân sinh rất hữu hảo, đối với ninh phong rất tàn nhẫn. Chín khỏa hồn tinh nát bấy, cũng làm cho ninh phong trong lòng nặng nề. Không có ai đặt câu hỏi, bắt đầu trong luyện tập xem. Lần thứ hai, Ninh Phong rất nhanh thành công hắn có thể cảm nhận được linh hồn của mình ý niệm đứng tại tiệt ảnh cung phía trước, nhỏ bé như bụi trần. Lần này bất đồng chính là, Ninh Phong có thể tới gần cung điện, di chuyển về phía trước, đi tới to lớn trước cửa. Đẩy cửa ra hẳn là sẽ phát hiện cái gì? Ninh Phong thử một chút, giống như là hạt gạo đụng chạm dưa hấu, không có bất cứ động tĩnh gì. Ý niệm dùng sức, rất nhanh liền cảm thấy tinh thần mỏi mệt, rời đi nội thị trạng thái. Ninh Phong suy nghĩ một chút hỏi, "Đạo sư, chúng ta làm như thế nào để thăng linh hồn ý niệm?" Lê Quân nhìn hắn một cái, không nghĩ tới Ninh Phong tò mò còn rất cao, nàng thản nhiên nói, "Tổng thể mà nói, để thăng Tố chất thân thể liền có thể đề thăng ý niệm, nhưng Tố chất thân thể lại có gông cùng xiềng xích." tỷ như nói cực hạn lực lượng là 2.000 kg có rất ít người đạt đến bởi vì xương cốt của ngươi cơ bắp không thể chịu đựng nếu như dùng linh dược thảo bổ sung thể chất có thể đạt đến cực hạn nhưng sẽ ảnh hưởng hấp thu hồn châu xác xuất thành công tự nhiên tố chất thân thể liền là các ngươi cá nhân tư chất không cần tận lực đề thăng yên tâm hấp thu hồn châu huấn luyện hồn kỹ liền tốt lê quân nói xong rời ánh mắt đi ninh phong cũng đã nhận được câu trả lời mong muốn nguyên lai like là dạng này đề thăng tố chất thân thể liền có thể tăng lên linh hồn ý niệm dùng linh dược thảo đối với hấp thu hồn châu có ảnh hưởng nhưng ta không có hồn châu không cần để ý huấn luyện thể năng đạt đến nhân thể cực hạn đề thăng ý niệm đẩy ra tiện ảnh cung chi môn những người khác đang luyện tập nội thị ninh phong lại bắt đầu thẩm tra linh dược thảo rất nhanh liền tìm đến sử dụng chi vật nguyên dương quả, hố trời thế giới sản phẩm, giờ học tăng cường thể chất, khôi phục thể năng, mỗi khỏa hai học phân, mỗi lần huấn luyện phía sau ăn một, hai khỏa, một lát sau, buổi sáng giờ học kết thúc. Các ngươi xế chiều đi thể huấn đại lâu là được rồi, ngày mai vẫn là 8 giờ lên lớp. Lê Quân để lại một câu nói, liền rời đi lớp học, nàng đối với những học sinh mới thái độ tựa như không chút nào để ý, buổi trưa tại nhà ăn ăn cơm trưa nghỉ ngơi một lát ninh phong ba người đi thẳng tới thể huấn đại lâu bên trong giống như phóng đại mấy chục lần phòng tập thể thao ba tầng trước sân bãi tùy tiện vào tầng thứ tư bắt đầu cần phải tiêu hao học phân cụ thể thông tin ở bên kia trên bảng khai bơi nhân viên công tác chỉ chỉ bên trái mặt tường tiêu hao học phân vương bằng sắc mặt kỳ lạ đi qua mắt nhìn phòng trọng lực phản ứng thần kinh mô phỏng phòng huấn luyện tốc độ phòng huấn luyện mỗi giờ ba học phân rất nhiều tân sinh đều ở bên cạnh chỉ trỏ đại đa số người cảm thấy tại miễn phí sân bãi là đủ rồi ta muốn đi lên lầu thử xem ta sức lực lớn dưới lầu hiệu quả đều không ra thế nào tốt triệu đại lang gãi gãi đầu cái này ta cũng muốn cảm thụ một chút vương bằng thấp giọng nói Tốn chút học phân không quan trọng, không chừng có thể để cho ta sảng khoái đến ngạt thở a, hắc hắc, Ninh Phong trực tiếp dẫn đầu đi tới trên lầu. Lầu 4 sắp xếp phân bố là nguyên một đám phòng đơn, chỉ phòng trọng lực liền có năm cái dài bài, từ một lần trọng lực đến năm lần phòng trọng lực. Triệu Đại Lang cùng Vương Bằng chạy vào gấp đôi phòng trọng lực. Ninh Phong đứng tại phương sảnh, vài giây sau, hắn cất bước hướng đi ba lần phòng trọng lực đè xuống vân tay, mở cửa tiến vào bên trong. Tất cả người thân thể đều cảm giác không gì sánh được trầm trọng, trong phòng có bảo hộ phục cùng cử tạ quyền kích túi chờ khí giới. Đây là công nghệ cao sản phẩm. Ninh Phong mặt không biểu tình, đeo bao tay vào, tại khí giới phía trước bắt đầu nâng nặng ngàn cân vật. Ngắn ngủi 3 phút, Ninh Phong liền chảy xuôi mồ hôi. Hắn cảm thấy cơ bắp tê dại, nhưng hắn vẫn chưa ngừng thế giới, mạnh được yếu thua, đời trước, phụ mẫu thành quả nghiên cứu, bị tập đoàn để mắt tới, mới chế tạo tai nạn xe cộ, vì sao? Kẻ yếu, không có nhân quyền, chỉ có cường giả, mới có thể chấp trưởng sinh tử, ninh phong hai mắt lập lè tinh quang. Mồ hôi rơi như mưa, lại dội bất diệt sâu trong nội tâm hắn thiêu đốt hỏa diễm.